Khoai lang xào tỏi, đây là một món ăn mà rất là nhanh gọn và mọi người hãy thử làm theo các bước hướng dẫn của mình nhé. Rau này thì có tính nhuận tràng, những ai mà bị táo bón thì mọi người cũng nên sử dụng loại rau này hàng ngày nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nấu ăn của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những video nấu ăn lần sau. Mọi thắc mắc thì mọi người hãy đặt câu hỏi cho mình ở bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì video này cũng khá là dài rồi, mình sẽ dừng ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video hướng dẫn các món ăn ngon và hấp dẫn cho gia đình ở trong những số sau nha. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel hướng dẫn nấu ăn của mình. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó là món rau khoai lang xào với tỏi. Để cho ở đây một chút dầu ăn này. Khoai lang thì cũng rất là nhanh chín, mình sẽ xào trong vòng từ 5 đến 10 phút. Thì không biết mọi người có thích ăn nhũn hay là không?
rau khoai lang xào tỏi mình nấu đã hoàn thiện xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa để thưởng thức nhé.